Điều đóng chiến hạm tình hình cỡ lớn, công nghiệp quốc phòng Myanmar đã vượt mặt Việt Nam. Trong khi niềm tự hào của ngành đóng tàu quân sự Việt Nam mới là tàu tuần tra có lượng giãn nước 2.500 tấn, thì hải quân Myanmar đã đưa vào biên chế kinh hạm tàn hình 3.000 tấn. Gần đây, trên các trang mạng nước ngoài đã xuất hiện hình ảnh tàu hộ vệ tên lửa tàng hình thứ hai thuộc lớp Grand Sitar của hải quân Myanmar có siêu F-14, mang tên Shibershin được lắp đặt đầy đủ radar cũng như hệ thống vũ khí được chế tạo dựa trên những kinh nghiệm thu được từ lớp vỏ tàu hộ vệ tên lửa 2.500 tấn tiền nhiệm Âu Yesa có thiết kế chú trọng đến việc giảm diện tích phản xạ radar, giúp con tàu ổn mình tốt hơn trước các phương tiện trinh sát điện tử của đối phương. Mặc dù đóng tại Myanmar, nhưng tỷ lệ nội địa hóa khá thấp, hầu như toàn bộ vũ khí, khí tài, trang thiết bị trên tàu có nguồn gốc từ Trung Quốc, Ấn Độ và Nga. Chiếc đầu tiên của lớp USM Kiansita số hiệu F-12 đặt theo tên vị vua triều đại Bagan, một phương triều rực rỡ trong lịch sử Myanmar, được khởi đóng năm 2012, chính thức vào biên chế hải quân Myanmar vào ngày 31 tháng 3 năm 2014. Trước đó hai ngày, chiếc thứ hai của lớp UMS Severn số hiệu F14 cũng đã được tiếp nhận. Thông số kỹ thuật cơ bản của kinh hạm thân hình lớp Kransita: lượng giãn nước 3.000 tấn, chiều dài 108m, hiện chưa rõ số lượng thủy thủ đoàn, động cơ Coda kết hợp diesel diesel gồm 4 máy SEMT, Betis 16 Pass STC công suất 5.700 kW tương đương với 7.600 mã lực, mỗi chiếc cho tốc độ tối đa 30 hải lý trên giờ tương đương với 56 km trên giờ, tầm hoạt động 3.800 hải lý tương đương với 6.100 km. Hệ thống điện tử của Ancita gồm Sonat gắn điện thông BEL HMS X cùng ra trên sát hai thông số 2D bels RAWL02MK3 hoạt động trên mang tầng L do Độ chế tạo. Bên cạnh đó, radar kiểm soát hỏa lực pháo Style 347G và radar điều khiển hỏa lực tên lửa chống hạm Style 344 của Trung Quốc. Vũ khí trang bị của tàu gồm 2 x 4 ống phóng tên lửa chống hạm cận âm C802, một pháo hạm auto Melana Super Ready cỡ 76 mm, hai pháo phòng không cao tốc AK-630M cỡ 30 mm cùng ngư lôi và rocket chống ngầm. Theo dự đoán, Myanmar có thể sẽ trang bị thêm tên lửa phòng không tầm ngắn FL-3000 Newton, RIS-116 Rollins Arrest Phase, Magina, sàn đáp trực thăng ở đuôi cho phép tiếp cận một trực thăng Kamov Ka-28. Hải quân Myanmar đã lên kế hoạch đóng thêm 3 chiến hàm loại này trong tương lai gần và hiện một chiếc đang trong quá trình thi công. So sánh với Việt Nam, trong khi chúng ta mới đóng được tàu tuần tra 2.500 tấn ND-2000, cho cảnh sát biển hai tàu tên lửa cỡ nhỏ 500 tấn Moskva 1241.8 cho hải quân, thì rõ ràng Myanmar đã đi trước khá xa điều này nhắc nhở ngành công nghiệp đóng tàu quân sự trong nước không nên tự thỏa mãn với những thành tựu ban đầu mà phải luôn nỗ lực để không ngừng tránh bị tụt hậu